cảm thấy là khi cắt xong thì bé này cũng được, cũng rất là chơi như bình thường như lúc đầu vậy, nên là cảm giác như là chưa có cái chuyện gì xảy ra cả. Ở Việt Nam nên có những cái phòng khám nó như thế này. Mình tên là Huy, thì hôm nay là đưa cháu qua trung tâm bệnh viện của bác sĩ Trung ở 443 Long Biên. Chúng mình qua để đây để giải quyết cái vấn đề là cắt thắng lưỡi cho bé. Cháu bị ốm thì là qua bệnh viện Thanh Nhàn thì có được bác sĩ tư vấn là cháu bị dính thắng lưỡi. Thế nên là hai vợ chồng cũng thấy rất là bất ngờ, nên là cũng không để ý lắm. Nên là được biết ở gần nhà có bác Yến đã giới thiệu qua chỗ bác sĩ Trung bên Long Biên này có cắt thắng lưỡi cho bé rất là chu đáo với lại chuyên nghiệp, nên là mình và vợ mình đưa cháu qua để cắt thắng lưỡi cho bé. Ngay lúc đầu thì mình biết là bé bị dính thắng lưỡi thì trong suy nghĩ thì hay nghĩ là giai đoạn mà mình đưa bé qua bệnh viện để cắt thắng lưỡi nó rất là to lớn, nhưng cảm giác như kiểu nó sẽ đau đớn và gây hiện tượng là mình có cảm giác cho bé là rất là khó chịu. Khi mà qua đây thì thấy là được bên trung tâm làm việc thì rất là chuyên nghiệp, cái đấy chu đáo, và thứ hai nữa là làm rất là nhanh gọn. Mình cảm giác như đến đây thì cũng cảm giác như kiểu là mình đi nghỉ dưỡng mê đi ấy thôi, đi tận hưởng thôi, chứ cũng không có nghĩ là đến một cái nơi trung tâm khám chữa răng miệng mà nó lại cảm giác như rất là chu đáo mà hiện đại như là được chứng kiến bác sĩ làm cắt thắng lưỡi cho bé. Thì mình cảm giác như quá trình nó chỉ diễn ra trong tầm 1-2 phút thôi, nhưng mà rất là cảm giác là không có một cái cảm giác nó đau đớn gì. Cảm thấy là khi cắt xong thì bé này cũng rất là chơi như bình thường như lúc đầu vậy, nên là cảm giác như là chưa có cái chuyện gì xảy ra cả. Thực ra thì ngay lúc đầu mình đến thì mình cảm giác là đến một cái không gian phòng khám rất là sạch sẽ. Thứ hai nữa là có những cái không gian bố trí phòng rất là chuyên nghiệp, mà thứ hai nữa là phần phòng ban này được phân ra rất là một cách rất là khoa học, đội ngũ thì làm việc rất là chuyên nghiệp. Thì mình nghĩ là ở Việt Nam nên có những cái phòng khám nó như thế này thì thứ nhất là tránh mình cứ phải dồn vào cái bệnh viện tuyến bên bệnh viện công ấy. Thứ hai là có những cái bệnh viện và trung tâm như thế này thì nó phát huy được cái tính nhanh và gọn nhẹ, và thứ hai tính chuyên nghiệp cũng rất là đặt lên hàng đầu, rất là tốt. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.